Đêm nay trên phố mưa tơi vời, lòng nghe bao nhớ. Có tiền của em đi vòng. Có tiền. Ông vãi là không, ấy là nó không có thấy cái số đâu hết trơn á. Cái cà phê vô đây. Thật ra vô đây trong khu này hỏi nhà là bên nước ăn chị chứ. Ngại wow, không dám hỏi nên đâu có dám hỏi. Ai vui luôn. Ngại không có dám hỏi chứ không gì. Ngồi đây nè. Anh đỡ chưa? Cũng tạm tạm thôi à. Nhưng mà bị sao vậy? Bị té sao mà à, nguyên một cái tảng đá lớn ập xuống. Ở trên sân khấu à, anh hay ở đâu? Giữa cái bồn nước giữa nhà thì anh đứng, tôi tính đứng ở đó. À, tụi nó xây cứng anh nha. Dạ. Nó không có xây, anh bằng Ngọc xém, anh đi trước á. Dạ. Tính đặt ở trên đó nó ngồi đứng ao cho đẹp. Bây giờ bé đã thuộc bài chưa hay là chưa? Là cái bài của anh mình thu đúng không anh? Dạ. Nói chung là thuộc thì thuộc đó nhưng mà vẫn hơi lạng choạng. Nó thì cầm cái tới đi. Cái đầu tiên không có đánh dấu là của bé. Là vẫn hát y chang như trong bản luôn anh, có sự. Đúng rồi, giờ nghe thật không có y chang, không thay đổi gì hết. Muốn thay áo giống em luôn không? Gì vậy? Ủa gì vậy? Còn áo giống vậy luôn á. Dạ. Cho nó vui. Dạ. Ủa sao đâu. Sao mình có thể nghe cái áo giống vậy. Có ngồi anh nghe. Chúng là tính là nhảy tùm lum tà la các kiểu nhưng mà cố gắng nhảy cho được. Ừ. Cố gắng hết sức. Dây giống em đi tới khoảng thì nhảy. Qua lại gì nó lộn lộn. Cố gắng hết sức này. Chắc xương em chưa có lành luôn, em mới chắc lại thấy vẫn còn rạn. Trời đất ơi. Nên là thôi để dịu. Bị gãy bốn cái xương mọi người, đặng đứt bốn cái xương mà dễ sợ không? Từ trong live show của em tới giờ luôn á. Vẫn còn rạn hả bé, sao kỳ vậy? Không. Tại vì em làm việc nhiều quá nó không có lành được hẳn á, mình cũng nghĩ. Thật ra mình nó em không có bị gãy gập hay là gì nhưng mà nó cũng phải nghĩ thì nó mới lành được hết. Uống canxi các kiểu mà em làm đâu có không có chăm đâu. Ôi, sợ đánh cầu lông đồ vặn. Ôi trời ơi, vẫn đánh đánh hả? À vẫn đánh đùn 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 đùn. Đợi chân lên xong nữa đi. Để xử lý cầu lông với em nha. Dạ. Cảm ơn bé nhiều. Dạ, rồi, chào anh về. Dạ. Chào tất cả mọi người, hiện tại thì Trung Quân đang có mặt ở tư gia của anh Hưng để mà hôm nay tức là trước thềm live show thì mình cũng phải tập luyện một xíu và ôn lại bài, hơn nữa là hôm qua thăm xem thử là anh Hưng đã khỏe hơn chưa để mà sẵn sàng cho live show sắp tới. Cái lúc mà Quân thu âm cái liên khúc đó ở trong cái CD giải khúc cho tình nhân của anh Hưng thì thật sự là Quân cũng không có dịp được gặp anh Hưng luôn. Nhưng mà Quân cảm giác là cái Quân với anh Hưng có một cái sự liên kết gì đó nó vô hình lắm, tức là khi mà anh em tập với nhau thì Quân cảm thấy rất là suôn sẻ và anh Hưng thì cũng không có quá là nghiêm khắc giống như là trước đây Quân tưởng tượng. Hồi xưa Quân tưởng tượng anh Hưng chắc là phải khó dữ lắm, phải kiểu giữ này kia đó, nhưng mà đúng là sau khi mà gặp anh Hưng rồi thì cảm thấy là mọi thứ mình suy nghĩ nó không có đúng lắm. Thì hôm nay thì Quân xác minh mọi người là anh Hưng không có giữ như mọi người nghĩ đâu. Về melody hay giai điệu thì Quân cũng đã thuộc từ cái lúc thu, nhưng mà thật sự á, tại vì đây là lần đầu tiên mà Quân hát live cái bản mashup này thì thứ nhất là mình khá lo lắng, bởi vì là thứ nhất là đây là một bản sub gồm rất nhiều bài hát lại với nhau và giai điệu thì nó cũng có một chút tương tự nhau nên là phần lời rất là dễ bị nhầm, nên là Quân cũng đang cố gắng để học từng chữ một để cho nó chính xác, tại vì những cái bài nhạc xưa mà mình hát sai lời nó cũng thực sự là không nên. Thứ hai là mình
Quân cũng hơi lo lắng một xíu, tại vì đây là cũng là lần đầu tiên mà Quân hát cái thể loại nhạc này, hát live, nên là Quân cũng hơi lo. Thế nếu mà đúng cái kiểu mình hay hát thì nó lại cảm thấy là nó sẽ đơn giản hơn, nhưng mà Quân nghĩ đây cũng là thử thách, và hơn nữa là hát với anh Hưng nữa đấy, nên là thôi thì mọi người hãy đón xem phần trình diễn của Quân và anh Hưng ở trong live show sắp tới nhé. Thật ra thì Quân nghĩ là nó cũng hơi tiếc một xíu, tại vì Quân thấy là tại vì là anh Hưng bị ảnh hưởng về sức khỏe thì Quân rất là tiếc về chuyện này, nhưng mà Quân nghĩ là khi mà mình có thêm thời gian để chuẩn bị thì live show sẽ hay hơn, và sẽ có biết đâu trong cái thời gian mà nghỉ ngơi như thế này thì anh Hưng sẽ có nhiều cái idea hay hơn, nhiều cái ý tưởng mới, hay là những cái bất chợt nào đó, tại vì Quân đã người đã làm concert rồi, Quân cũng biết là tức là trong cái thời gian gấp rút khi mà mình làm thì mình hay lộ ra những cái ý tưởng lắm, và Quân hy vọng là biết đâu trong cái thời gian nghỉ ngơi này thì anh Hưng sẽ nghĩ ra nhiều cái câu chuyện hay hơn cho live show. Thật ra thì các sân khấu lớn hay là những cái live show lớn thì mặc dù là nghệ sĩ thuộc lời đó, nhưng mà Quân thường thường hay thấy có những cái khu vực kia nhắc bài để mà gọi là phòng hờ trường hợp quên, hoặc là mặc dù là lời thì nhớ nhưng mà vẫn không nhớ tiếp là tiếp theo mình phải hát cái gì hay là sẽ giới thiệu cái gì, thì sẽ có những cái kia nhắc bài, nhưng mà Quân vừa hỏi nên anh Hưng bảo là không có, nên là tôi thấy là cuộc đời của tôi có vẻ là không được suôn sẻ lắm rồi. Nên là Quân nghĩ là chắc mình phải cố gắng học thật kỹ. Còn nếu mà lỡ mà xui rủi mà có quên thì bài song ca thì anh Hưng có nói anh Hưng sẽ cứu bồ em, nên là cứ tự tin nhất có thể. Anh Hưng cứ bảo là em cứ hát theo những gì em nghĩ thôi. Tại vì thật ra là Quân nghĩ là âm nhạc nó cũng không có biên giới, không có giới hạn nào. Đối với những người mà chuyên trị nhạc trẻ như Quân, nhạc nhẹ như Quân thì Quân cũng chỉ có thể xử lý ca khúc bolero theo cái phong cách của Quân thường thấy thôi. Còn thì tại vì Quân nghĩ là khi mà Quân thu xong và Quân đưa bài cho anh Hưng thì anh Hưng bảo ok, là Quân nghĩ như vậy là mình cũng đạt được gọi là 70% yêu cầu rồi đó. Thì Quân cũng có hỏi, và Quân cũng có hỏi nhiều người, các anh chị, những người mà chuyên trị dòng nhạc này, thì họ bảo là em cứ suy nghĩ, em cứ hiểu ca khúc như thế nào thì hát như thế đấy thôi. Thì Quân cũng nghĩ là mình sẽ hát theo kiểu của mình, còn hay dở thì để khán giả quyết định vậy. Không biết nữa, nói chung là Quân nghĩ là chắc không chỉ Quân đâu mà các bạn ca sĩ trẻ đều giống như là mình đi học vậy đó, mình đi vô một cái trường khi mà gặp một vị thầy mới hay vị cô mới thì mình đều có suy nghĩ là chắc thầy cô này sẽ dữ lắm hay gì vậy. Ở đối với những thế hệ ca sĩ trẻ, thế hệ sau như Quân thì khi mà gặp đàn anh đàn chị thì đều có suy nghĩ là chắc các anh chị phải rất là nghiêm khắc hay là rất là nghiêm túc. Thì mình đó, cho nên mà Quân nghĩ là mình có một chút gọi là mình giữ cho mình cái gọi là mình, tại vì đó là cái sự tôn trọng mà, nên là Quân nghĩ là mình cảm thấy là giữ thôi, nhưng mà khi mà gặp rồi thì cũng thấy là đúng là trên đời này ta phải gặp thì mới biết được là người đó như thế nào. Rồi nói về làm live show, anh Hưng phải làm nhiều hơn Quân, chứ Quân mới làm live show đầu tiên mà. Thật ra thì Quân cũng không có ngại chia sẻ đâu, nếu như anh Hưng hỏi thì Quân cũng sẽ chia sẻ thôi, nhưng mà anh Hưng chắc là kinh nghiệm nhiều quá, anh Hưng cũng không hỏi Quân nữa. Nhưng mà Quân đang rất là trông chờ, bởi vì là live show lần này sẽ có rất nhiều khách mời, vị khách mời đặc biệt như là chị Mỹ Tâm nè, hay là một vài vị khách mời giấu tên nữa. Thực ra Quân là người trong chương trình, nếu Quân cũng không biết là những vị khách mời đó là ai đâu, nên là Quân cũng rất là nóng lòng để mà gọi là được diện kiến những vị khách mời đặc biệt này của anh Hưng, nghe bảo là đặc biệt lắm. Đối với Quân thì ca từ ở trong dòng nhạc trữ tình thì nó khó hơn một chút so với nhạc nhẹ, tại vì những bài hát của Quân hát bây giờ cái lời hát nó sẽ đơn giản hơn. Còn ngày xưa thì các chú các bác mình viết nó hoa mỹ quá, nhiều từ, có những nhiều từ mà Quân nghĩ không nghĩ tại sao có thể đưa vào được luôn, và bắt buộc mình phải hiểu và mình phải hát đúng cái từ đấy. Tại vì nhiều khi mình hát ra cái từ khác nó sẽ thay đổi ý nghĩa cả một cái câu đó luôn á, nên là Quân chỉ lo lắng về cái phần là mình hát sai thôi. Còn anh Hưng đã bảo mình hát theo ý của mình rồi thì Quân nghĩ là mình sẽ, Quân nghĩ là một, theo như Quân nghĩ nha, Quân hiện tại khi mà hát lại những cái thì cũng được gọi là cover thôi, đúng không? Thì khi mình cover thì mình làm, mình sẽ cố gắng mình đưa cái sự sáng tạo của bản thân mình vào cho cái ca khúc nó mang cái dấu ấn của mình, nhưng mà nó cũng không có mất đi cái sự cái gốc đầu tiên của ca khúc như thế, và quan trọng nhất là nội dung. Ôi, tôi sợ đọc comment lắm mọi người, tại vì thật ra ngày xưa Quân có thời gian vì đọc comment nhiều quá và trầm cảm luôn á, nên giờ thì Quân ít đọc lắm. Nhưng mà tại vì Quân không đọc, nhưng mà những người xung quanh Quân sẽ đọc. Các bạn đọc thì cũng có nói lại là đa phần như thế này thế kia. Thì Quân nghĩ là thật ra là bất kỳ mình làm bất kỳ sản phẩm nào, dù sản phẩm của Quân hay của ai thì khen chê đều là cái bắt buộc phải có.
và chê là phải có chứ, tại vì người ta còn chê là người ta còn quan tâm tới mình đó, chứ thật ra người ta nghe người ta không thèm khen không thèm chê nữa thì thôi, thì coi như là mình không được để ý tới rồi, nên Quân thấy cũng bình thường. Và Quân nghĩ là Quân cũng tức là mọi người đọc thì Quân cũng tiếp thu, tại vì cơ bản là mình đâu phải là người của dòng nhạc này đâu, thì mình phải tiếp thu là xem để sao cho nó hát cho nó tốt nhất có thể. Còn buồn thì chắc là không buồn, tại vì mọi thứ đánh giá nó cũng chỉ là ở khách quan thôi, thì mình buồn thì cũng chỉ mình chịu thôi, chứ còn đọc thì vẫn phải đọc thôi. Quân chỉ thu một lần thôi, đa phần như vậy, tại vì Quân mọi các anh chị phòng thu hay nói với Quân là làm việc với Quân thì hơi nghèo, tại vì tính tiền theo giờ thì là không có được bao nhiêu hết, là phải tính tiền theo bài. Tại vì Quân trộn với Quân thu khá là nhanh. Thực ra những cái bản bài hát mà anh Hưng đưa thì Quân cũng đã nghe suốt thời bé, tại bố mẹ Quân cũng nghe rồi, nên là Quân cũng, hoặc là Quân cũng nghe ở khắp mọi nơi, nên Quân cũng nhớ được, mang máng được cái giai điệu. Đấy thì khi mà anh Hưng đưa bài thì chắc chắn mình phải tập trước, mình tập ở nhà trước chứ, rồi mới dám đi thu chứ, đâu phải là vô cái thu được liền đâu. Nên là Quân nghĩ là Quân đi thu thì nhanh lắm, chỉ có ngồi thu bè hơi lâu, tại vì thực ra là mình cũng không giỏi bè lắm, nên là thôi dựng bè hơi lâu một tí, còn lại thì là suôn sẻ. Cho tới lúc anh Hưng ok là suôn sẻ nha, còn trước đó thì chưa biết. Trung Quân rất là vui và vinh dự khi được có mặt và được góp mặt ở trong live show rất là lớn này của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và Quân hy vọng là sự mặt của Quân cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ khách mời sẽ là một cái làn gió mới ở trong cái live show lần này, cũng như là trong âm nhạc của anh Hưng. Và hy vọng mọi người sẽ tới thật là đông, tới thật là gọi là hết sức hoan hỷ, để mà chúng ta có thể cùng lắng nghe một cái live show thật là tuyệt vời sắp tới đây.